bên này hay là có Việt Nam nữa không? Everywhere. À dạ hả? Bên cho thuê nhiều. Cho thuê nhiều. Bên nấu ăn mỗi tháng một ngày á, để cho mấy đứa em mà không có đồ ăn á, bên cho thuê á, cho nhiều. Ồ dạ. Dạ rồi, em đi dạo, cảm ơn. Chúc chị cũng may mắn bác nha, làm được nhiều việc cũng nha, cảm ơn chị. Và một trải nghiệm dành cho bé Dori ngày hôm nay, đó là cho bé Dori đi tàu điện. Dạ, mua vé rồi, bỏ vô mua vé, đó. Được. Ok, vô, yeah.